Huyện Văn Yên đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình trồng thử nghiệm giống lúa Bắc Thơm 7 tại xã Đại Phát. Với phương châm chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng nhằm tăng năng suất, giá trị trên cùng đơn vị diện tích canh tác, vụ mùa năm 2021, huyện Văn Yên đã đưa vào trồng thử nghiệm 3 ha giống lúa Bắc Thơm 7 tại thôn trung tâm xã Đại Phát với 27 hộ dân tham gia. Trong quá trình thực hiện, các hộ tham gia mô hình được hướng dẫn quy trình kỹ thuật từ khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến khi thu hoạch. Đồng thời, các hộ được hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình kỹ thuật. Qua theo dõi thực tế sản xuất và đánh giá tại đồng ruộng cho thấy, giống lúa Bắc Thơm 7 có thời gian sinh trưởng trong vụ trung bình từ 100 đến 105 ngày, có khả năng chống đổ tốt, khả năng đẻ nhánh khá, chất lượng gạo ngon, cơm trắng, mềm dẻo, vị đậm. Năng suất đạt 201 kg một sào, tương đương 55,8 tạ một hecta, cao hơn giống lúa đối chứng Hương Chiêm 1,7 tạ một hecta. Giống lúa có tiềm năng năng suất cao từ 55 đến 57 tạ một hecta. Nếu trình độ thâm canh cao có thể đạt 60 đến 65 tạ một hecta. Với những ưu điểm đó, xã Đại Phát, huyện Văn Yên đang có kế hoạch đưa giống lúa Bắc Thơm 7 vào gieo trồng đại trà trong những vụ lúa tiếp theo nhằm thay thế những giống lúa năng suất thấp, góp phần nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích canh tác cho bà con nông dân.